Chào anh Dương Kết nhé. Em đây Hương Hồ Tỏi Dương xin kính chào quý khách này. Hôm nay thì em lại live buổi tối. Hôm nay em có khách đến xem xe đây là buổi trưa không live được. Chào Hà Vũ nhé, chào anh Dương Kết. Chào tất cả khách hàng đang xem buổi báo giá trực tiếp của em đây Hương Hồ Tỏi Dương nhé. Hôm nay thì em lại lên phát sóng một buổi báo giá trực tiếp vào buổi tối. Thì buổi tối nó sẽ mát hơn nên em sẽ live lâu hơn một chút. Những bác nào mà đang xem buổi báo giá của em Hương thì có thể cho em Hương xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân mọi nhóm được không ạ? Chào anh Ngô Bá Hùng này. Số điện thoại thì em đã ghi ở dưới màn hình rồi, 0354602790. Khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ở dưới bình luận bài viết ngày hôm nay của em nhé. Hôm nay em về thêm được Accent bản nhập khẩu màu đen số tự động, giá chỉ hơn 200 triệu này. Mà em còn về thêm được cả Vios này. Accent về 2 chiếc đen và trắng. Vios số sàn, Vios số tự động. Và đang chạy đua trong một cái dòng xe 7 chỗ đó là Innova. Và về thêm rất là nhiều i10. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. Những khách hàng nào mà mới xem buổi báo giá của em lần đầu thì có thể cho em xin một lượt đăng ký này. Và chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Em về rất là nhiều xe. Còn bây giờ thì em sẽ đi sang cam sau, quay sang cam sau một chút này. Chào bác Đại Phát nhé. Anh Đại Phát ơi, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Hôm nay thì em lại live tối rồi. Em sẽ quay sang cam sau này. Và đi quanh một vòng trước để khách hàng nhà mình được chiêm ngưỡng xem bên em là có những dòng xe gì. Khách hàng nào mà quan tâm mẫu xe nào thì nhấc máy lên và alo cho em Hương đi ạ. 0354602790. Chào anh Trình Bùi này. Cảm ơn anh Đại Phát ạ. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. i10 một đầu, i10 hai đầu, hatchback sedan em đều có nha. Em chào anh Nguyễn Minh Chiến này. Hôm nay thì em còn về thêm được một chiếc xe i10 này, biển 15 Hải Phòng. Em này là một chiếc xe i10 bản đủ ạ. Anh ơi, em có i10 đời 2017 số tự động anh nhá. Đời cao là 2017 số tự động. Máy số zin cực ngon luôn, hơn 300 một chút thôi. Là em có i10 đời 2017 anh ạ. Số tự động đẹp luôn. Chào Vân Dung nhá, anh Ngô Bá Hùng nhá, em có i10 2017. Số tự động đẹp. Còn ở đây thì em có i10 đời 20. Em này là bản đủ này, vừa mới về chiều ngày hôm nay, đời 2014 bản nhập khẩu cho em mà giá chỉ có 240 triệu. Nếu như mà thắc mắc về sao về bản đủ và bản thiếu thì bản đủ thì sẽ có xi nhan trên gương này, hai bánh trước là phanh ABS này và có tích hợp các cái phím bấm ở trên vô lăng và có túi khí an toàn. Còn bản thiếu thì không có nhé. Em cảm ơn anh Hà Tùng này. Buổi tối à? Buổi tối thôi à? Em vâng, em live tối anh ạ. Hôm nay thì có khách đến xem xe, chốt một chiếc xe Innova về Kinh Môn rồi nên là em live tối. Vì chưa live đúng lúc đang định live stream thì khách đến lấy xe full tiền về Kinh Môn rồi anh ạ. Chào bác Tư Phạm này, chào bác Tuyến Đen này. Chia sẻ cho em lưu như thế nào ạ? i10 một đầu số sàn bản nhập khẩu đời 2014, em Hương đang bán là 240 triệu. Em này là bản đủ đây, cực đẹp này. Bên đây thì em cũng về thêm được một chiếc i10 với nước sơn màu trắng. Và đặc biệt là em này là bản sedan nhé. i10 bản sedan, biển 34 bánh đậu xanh. Em chào anh Đinh Hiếu này, chào anh Nguyễn Phúc này. Các anh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. i10 đây, lại về i10, hai chiếc i10 sedan luôn. Đây các bác nhìn là i10 này, em này phải vừa mới về này, chỉ hơn 200 một chút thôi. Cơm trưa em trưa chị ạ. Tầm giờ, nếu mà live tối thì 9 giờ ăn cơm, mà live trưa thì 1 giờ mới ăn cơm. Đây lại
có i10 nữa đây. Hai chiếc xe i10 bản sedan này, xe đẹp quá, cảm ơn người Ngô Hùng này. Ở đây em có một chiếc i10 bản nhập khẩu, đây là bản sedan, bản này là 1.2. Số sàn nước sơn thì màu trắng đẹp. Xin nhan được tích hợp ở trên gương. Em này chỉ với giá là 258 triệu là khách hàng đã sở hữu cho mình một chiếc i10 bản sedan. Các bác nhìn nhé, bản sedan này có màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng và có túi khí an toàn. i10 sedan như em này là bản đủ nhá. Rất ít khi mà về được bản đủ bản sedan, khó lắm ạ. Có cảm biến va chạm phía sau này, gương kính này cụp chỉnh auto cho em, bản 1.2 đời 2016. Khách hàng có đi gia đình này, dịch vụ này thì rất là ok luôn nhá. Đây là bản đủ ạ. Bản này thì chỉ tầm từ 5 đến 7 lít thôi ạ. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, đặc biệt là nước sơn màu đỏ đẹp. Cảm ơn anh Tạ Duy này, cảm ơn anh Ngô Hùng, chào bác Nguyễn Hạnh, chào bác Bùi Quang Hà. i10 bản sedan, màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lổ thông minh, 285 triệu, bản đủ đời 2016. Số hotline thì em đã ghim rồi, nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương đi ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được vào bên trong nhé. Vì xe vừa mới về lên ở ngoài lác đác có vài chiếc thôi chứ còn bên trong thì rất là nhiều. Hôm nay em cũng về thêm được một chiếc xe Kia, các bác nhìn này. Bạn trai khoán sao mà 9 giờ mới được ăn. Live stream phải 9 giờ mới ăn anh ạ. Chứ nếu mà ăn rồi mà live em lo không đi được. Em về một chiếc Kia Sportage này. Sportage đi. Đọc khó đọc quá. Một chiếc Kia Sportage đời 2011 bản nhập khẩu, số tự động, xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây. Bản này là bản 2.0 em Hương đang bán với giá là 475 triệu. Ban ngày thì nhìn em nó xuất sắc lắm. Nước sơn là màu lâu cà phê ạ. Lên cho em đèn bi salon này, có giải đèn nét này. Một em siêu phẩm Kia 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Rất là hiếm khi mà về được dòng Kia 5 chỗ ngồi đẹp như thế này. Các bác nhìn này. Cam 360 trên gương. Ôi dồi ôi, bên trong nội thất đẹp xuất sắc luôn. Số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm nghe gọi rảnh tay trên vô lăng. Có cả ga tay tự động luôn, nhưng để bên ngoài vì vừa mới về thì em lại khóa chốt cửa rồi. Kia Sportage đây ạ. Sportage đời 2011 bản nhập khẩu, 475 triệu. Cảm ơn anh Bùi Hà Quang này, chào anh Nguyễn Duyên, chào bác Huân nhé. Một em bán tải đây, bán tải Ford Ranger Wildtrak đời 2017, số tự động, 2 cầu máy dầu, 845 triệu. Màu trắng đẹp, lên đèn bi salon, đèn xi nhan trên gương, bản 3.2. Bán tải Ford Ranger Wildtrak bản 3.2 nhé. Lên thùng thấp rồi, màn hình giải trí này. Option thì hỗ trợ cho em rất là nhiều công nghệ option ở đây. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, chống trơn trượt, khóa cầu vi sai, đổ đèo, chống cả đổ đèo trơn trượt đầy đủ cho em, lên thùng thấp rồi. 845 triệu cho chiếc bán tải 3.2, form dáng thì rất là trường, rất là đẹp luôn. Chào anh Nguyễn Duyên này, đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Vào sâu bên trong thì em có Kia Morning. Một em Kia Morning, bản này là bản cửa lóc, nhập khẩu cửa lóc biển Hải Phòng, nước sơn là màu lông chuột nhé các bạn ạ. Màu lông chuột đời 2011 nhập khẩu, em đang bán là 285 triệu. Bản này có cửa lóc và là số tự động đẹp, đi gia đình rất là ok. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Cerato số tự động đời 2016 thì em lăng tạm hết ạ. Em chỉ có Vios và Accent thôi. Accent đời 2018 475 triệu màu đỏ ạ. Vios số tự động đời 2019 495 triệu cũng là số tự động bản G nhá. Xe tô tạm hết ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Kia Morning. Bản này là bản full cửa lóc cho em rồi, 285 triệu số tự động. Động cơ trang bị là 1.0. Màu lông chuột đẹp đây, lên đèn bi, có dải đèn nét và đèn gầm đầy đủ này. Kia Sport Test đúng không anh? À, đây anh ơi, em chỉ quay được bên ngoài thôi anh nhá. Còn không thì anh Quân Nguyễn để lại số điện thoại cho em, sẽ gửi cho mình hình ảnh và video. Tại vì là hôm nay em lại để xe ở ngoài. Để xe ở ngoài nên là em lại không mở bên trong nội thất được, chốt cửa mà. Vì để bên ngoài, đây anh ơi. Kia Sportage đời 2011 bản nhập khẩu 475 triệu, nhập khẩu 2.0 số tự động. Lúc nào có thì báo anh. Ok anh Nguyễn Duyên để lại số điện thoại cho em nhé. Có phát em alo anh ngay. Có phát là em alo anh ngay. Còn anh Quân Nguyễn ơi, đây ạ, Kia đây.
màu lâu cà phê, xi nhan tích hợp trên gương cam 360, có ga tay tự động này. Đèn là đèn bi salon, lên bộ la răng phanh ABS cực đẹp luôn, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đây, mới về chiều ngày hôm nay. Đây là biển số của em nó nhá, nhưng cái này chỉ là lắp giả thôi. Lắp giả thôi, lắp tạm mà thôi. Còn biển số đấy ạ. Số tự động đẹp. Kệ bước chân lên xuống lại la răng đẹp luôn. Cảm ơn anh Văn Khương nhá. Chào anh Văn Khương này. 475 triệu. Tiếc là không cầm chìa khóa ra. Nội thất bên trong là một cái lớp sơn màu đen rất là đẹp luôn. Ga tay tự động có rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Duyên để lại số điện thoại cho em này. Anh Quân Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại, em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video của chiếc Kia Sportage này. Mới về chiều ngày hôm nay bên em, 5 chỗ ngồi gầm cao. Em có Kia Sportage này, Ford Eco Sport này, và có cả Tucson. Hôm nay em lại về thêm một chiếc Tucson nữa nhé. Đây, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, quá là chất luôn. Vâng anh Nguyễn Duyên ơi, một chút nữa thì em sẽ kết nối này. Vì em cũng đang có một bác dân gọi là bán con Kia Cerato nhưng mà chưa vào việc được. Bác đòi giá cao hơn cả giá bọn em bán này, chưa vào việc được. Em chào bác Bùi Khoa này. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Lai tối thì bao giờ nó cũng mát hơn, nhưng mà cái tầm giờ khách hàng của em lại không đúng giờ của em, nên là ít khách hàng nhìn quá. Chào anh Bùi Khoa nhé. Còn ở đây nếu như bác nào mà đang quan tâm về một chiếc xe Kia Morning mà số tự động với cái cửa tiền 150 triệu thì em có luôn một chiếc xe Kia Morning đời 2004 và đăng ký là 2006, giá chào bán là 160 triệu, nước sơn màu xanh đẹp, nhập khẩu số tự động nhá. Mà rất ít khi một chiếc xe Kia Morning mà giữ được số máy zin đẹp như thế này. Nội thất bên trong không chê được một điểm nào, bên ngoài là một cái lớp sơn màu xanh đẹp. Kia Morning 160 triệu, nhưng đặc biệt là em này là số tự động đấy ạ. Số tự động đẹp ạ. Cảm biến là bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, đầy đủ cho em ạ. Chào chủ shop em. Vâng, chào anh Nguyễn Đô nhá, chào anh Nguyễn Nhàn, chào anh Văn Khương này. Rất là nhiều dòng xe với tầm tiền rất là vừa tiền thôi. Số tự động đẹp cũng chỉ có 160 triệu. Còn nếu như bác nào mà thích xe 2 chỗ ngồi số tự động thì em còn có cả một chiếc Spark Van số tự động đời 2011 ạ, đời 2011, đăng ký là 2015, nhập khẩu 152 triệu. Spark Van siêu nhân với nước sơn màu trắng đẹp, số tự động, cam 360, đầy đủ cho em nhé. Từ từ cho em xin phép một phút, em đang có khách nhắn tin. Đừng quên những lượt like và lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Đây ạ, 152 triệu cho chiếc Spark Van đời 2011 và đăng ký là 2015. 2015 nhập khẩu 1.0 xin nha, tích hợp trên gương, đầy đủ cho em, có màn hình giải trí rồi. Và thêm một cái màn hình nhỏ nhỏ này, đấy là cái màn hình của cam 360 này. Vô lăng thì ba chấu số tự động đẹp, ghế da đẹp căng luôn. Rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em, bác nào quan tâm thì alo cho em đi ạ. Ở đây khách hàng nào mà đang quan tâm về một chiếc xe Accent bản nhập khẩu màu trắng đẹp thì em có luôn nhé. Một siêu phẩm Hyundai Accent nhập khẩu đời 2015, bản nhập khẩu màu trắng này, có cửa lóc này, giá chào bán là 383 triệu. 383 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent đẹp từng chi tiết như thế này, đẹp từng cm đây. Màn hình giải trí này, cửa lóc đầy đủ, ghế da zin đẹp luôn. Số tự động đẹp, 383 triệu cho chiếc xe Kia Hyundai Accent bản nhập khẩu full cửa lóc đời 2015, 383 triệu. Accent này mà các bác còn không chốt thì quá là phí này. Cửa lóc đầy đủ, cam hành trình có cam lùi, có bốn bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Đèn là đèn bi salon, có giải đèn LED, đèn gầm đầy đủ cho em. Giá chào bán bao nhiêu? 383 triệu. Chào bác Long Văn Thắng này. Chào bác Phạm Lan nhé. Chị Lan ơi, chia sẻ cho em nào. Chào anh Nguyễn Nhàn này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân vội nhóm giúp em ạ.
rất rất là nhiều xe đẹp luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em ở dưới bài viết của em ngày hôm nay. Bên đây thì em có lại một chiếc xe i10 nữa đây. Chào bác Vũ Đức. Em đang có khách một chút, đợi em một chút ạ. Đây ạ, một chiếc xe i10 số tự động đẹp, biển này là 74 nhá, đời 2017 đây. Nếu như khách hàng nào quan tâm về chiếc xe i10 này của em thì alo cho em đi ạ. i10 đời 2017 số tự động đẹp, 365 triệu, động cơ là 1.2 Spark ạ. Spark thì em có Spark tập lái là 85 triệu, số sàn Spark số tự động là 152 triệu. Anh Long Văn Thắng hỏi Spark nào anh ơi. i10 số tự động đời 2017 đây, màn hình Santech này, đề đổ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Chào bác Xuân Cường nhé. Kia Sport Test có hệ thống cân bằng. Có anh ơi, có rồi, con này là có rồi anh nhá. Anh Nguyễn Quân ơi, Quân Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết nhất. Xe thì hôm nay em mới về nên em mới chỉ chụp qua thôi. Và bây giờ đang để ngoài cổng, em không cầm chìa khóa theo người nên em không mở bên trong nội thất ra được. i10 365 triệu, Spark màu xanh ạ. Đợi em một chút xem này, em ngắm xem em Spark siêu phẩm màu xanh đấy ở đâu. Anh Quân Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em ạ. Spark màu xanh đâu nhỉ? Đây ạ, đây rồi, đây rồi. Đi ơi. Đây ạ, Spark màu xanh đây nhá, Spark van màu xanh. Đời 2009, số sàn, động cơ trang bị 0.8. Em Hương đang bán là 85 triệu, ghế da 2 màu. Đăng ký 2 chỗ ngồi chỉ có 85 triệu thôi. Trên livestream ngày hôm nay, bác nào mà chốt thì để lại số điện thoại cho em. Còn 80 triệu trên livestream ngày hôm nay, Spark màu xanh đây. Và điều đặc biệt em muốn khuyên, nếu như khách hàng nào mà mua chiếc xe này thì các bác phải có một sức khỏe tốt thì mới ngồi lên chiếc xe này được. Vì với cái hệ thống điều hòa làm mát của em nó thì nó rất dễ là gây viêm phổi cho những bác nào mà sức khỏe yếu nhá. Vì nó rất là mát luôn. Điều hòa mát lạnh, màn hình giải trí cỡ vừa, có đầy đủ cam lùi. Đấy, hệ thống phanh đầy đủ cho em, cũng như là phần cảm biến va chạm. Spark 85 triệu, còn 80 triệu trên livestream ngày hôm nay, dù là xe cỏ nhưng vẫn bớt 5 triệu cho khách hàng nhà mình. Để khách hàng nhà mình cùng lấy xe để có xe đi lại đỡ lắng này. Lắng như thế này mà đi xe máy vợ con tùm rúm là rất là vất vả luôn. 85 triệu có Spark nhá anh Long Văn Thắng, để lại số điện thoại cho em. Hoặc chốt luôn trên livestream cho em Hương đi ạ. Giá chỉ có bao nhiêu? 85 triệu, còn 80 triệu. Chào bác Giang Hân này, chào bác Cười Cho Qua này. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương lên nào. Số điện thoại em đã ghim rồi. Một chiếc Accent bản Blue cao cấp nhất này, bản nhập khẩu nhá, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ luôn, cam hành trình có, màn hình giải trí có này. Hiện tại khách hàng nào mà đang quan tâm về Accent thì màu nào em cũng có. Các bác có phong thủy, có hợp mệnh, hợp tuổi, màu gì em cũng có luôn. Đỏ có, trắng có, đen có, bạc có. Full màu rồi. Một bộ Accent full màu rồi. Nên bây giờ các bác chỉ cần quan tâm về giá cho em. Chiếc xe Accent này là 385 triệu. Vẫn để cho mình một cái giá ưu đãi. Chiều nay mới về, Accent đời 2015, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ cho em, màn hình giải trí, số tự động đẹp, bản cửa lock full đẹp đây ạ. Accent này phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, bản Blue nhập khẩu nhá. Accent nhập khẩu nhá, không phải là bản trong nước đâu ạ. 4 mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em. Chào bác Trần Sơn này, chào bác Hiếu Phạm, chào bác Giang Vũ này. Đừng quên những lượt like và lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương ạ. Số điện thoại em đã ghim rồi, 0354602790. Nhấc máy lên và alo cho em đi ạ. Em chào anh Trương Nguyễn này. Bên đây thì còn có một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011, được sản xuất và lắp ráp trong nước, biển là biển 34, bánh đậu xanh, động cơ 1.6. Em Hương đang bán là 268 triệu. 268 triệu cho chiếc Chevrolet cờ đuôi. Order chuẩn em này là 11 vạn. Đời 2011 với xe gia đình thì mỗi năm đi tầm 1 vạn thôi. Ghế da 2 màu. À, ghế da là màu đen. Số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm ở trên vô lăng. Đây các bác nhìn này, Chevrolet cờ đuôi bản lắp ráp trong nước,
Nếu như không may mà có phải sửa chữa thì đồ nghề của em nó cũng rất là dễ tìm và giá cũng bình thường thôi. Nhưng em này thì máy số cực ngon, nếu mà để phải sửa thì còn lâu mới phải sửa các bác nhé. 268 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi bản lắp ráp trong nước ạ. Số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6. Bên đây thì em còn có một chiếc Gentra, một siêu phẩm Gentra đời 20. Em này là đời 2008, bản sedan 2 đầu, giá chỉ có 136 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay dù là xe cỏ bớt luôn 6 triệu còn 130 triệu khách hàng nhà mình. Chưa lay lắng quá để dành nay tối hả em không anh ạ? Chưa lay thì em có khách bên Kinh Môn sang xem xe một chiếc xe Innova đời 2013. Sáng em lên là, chiều qua em lên video phát là bác đấy sang luôn. Chốt luôn Innova rồi, về làm dâu Kinh Môn Hải Dương anh ạ. Chào bác Dương Thủy này, chào bác Nguyễn Xu này. Bác Trương Thủy, bác Khánh Linh ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Khung giờ không hề quen thuộc cho khách hàng vào vẫn ủng hộ rất là nhiều. Rất là cảm ơn những tấm lòng khách hàng nhà mình. Chúc khách hàng nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc ấm mát bên gia đình này. Lốt ngày mai là cuối tuần rồi là các bác có thể nghỉ ngơi rồi đúng không ạ? Bên đây thì em còn có một chiếc xe Vios vừa mới về. Ôi Vios đây, màu trắng các bác nhá. Biển 34 bánh đậu xanh, Vios form dáng mới, xịt nhan trên gương. Một chiếc Vios đời 2017 bản E xịn. Đời 2017 bản E xịn mà giá chỉ có 375 triệu. Số sàn ạ. Vios bản E xịn số sàn 375 triệu. Chiều nay em cập nhật một phát 4 mẫu xe. Lùng sùng sục lên để đi tìm xe mà toàn xe đẹp thôi. Rất là tiếc khi hôm nay không mua được một chiếc Xpander nữa vì là giá là ngược quá. Giá là ngược, dân họ không để cho mình cái giá đẹp thì mình về không thể nào bán cho dân nhà mình giá đẹp được, giá là ngược quá. Nên là không mua được chiếc Xpander, chứ nếu như này rất là nhiều khách hàng quan tâm Xpander thì em lại hết miễn phí chứ này. Vios bản E xịn đời 2017 lên màn hình OLED, đọc cái màn hình gần chục triệu các bác ạ. Form dáng thì mới, nội thất ghế da sạch sẽ cứng cáp như thế này. Ghế da zin, máy số zin và em này là số sàn, form dáng mới các bác nhé. Có tăng giảm âm lượng ở trên vô lăng bản E xịn đời 2017, động cơ trang bị 1.5. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 7 lít thôi, còn nếu mà trong đô thị hoặc là ngoài đô thị đường kết hợp thì chỉ tầm 5 lít thôi ạ, rất là bền luôn. Lên bộ la răng đẹp rồi. Đèn đây, các bác nhìn này. Đèn gầm đầy đủ rồi, có cả cam hành trình luôn. Một chiếc xe siêu phẩm Vios 2017. 2017 đây ạ, 375 triệu bản E xịn này. Chào bác Đỗ Ánh này, chào bác Thanh Trương nhá. Bên đây thì em còn có một chiếc Spark nữa đây. Spark đời 2009 này, em này cũng là bản 85 triệu đây. Spark này chỉ có 85 triệu cho chiếc Spark thôi. Khách hàng nhà mình ơi, đâu hết rồi, chia sẻ cho em Lê Hương nào. Spark 85 triệu này. Bên cạnh đây thì em còn có một chiếc Telacan. Hyundai Telacan, một siêu phẩm trả tiền đây các bác. Em này chuyên đi làm những cái dịch vụ tiền nong đây này. Biển thủ đô Hà Nội, Hyundai Telacan to đùng vật vã, form dáng như G63 mà giá chỉ có 126 triệu. Bản này là nhập khẩu đời 2003 và là số tự động đẹp. Em này số sàn nhá. Telacan này là số sàn này, màn hình giải trí này, ghế là ghế lỉ này. 126 triệu cho chiếc xe Telacan đây ạ. Còn bên đây thì có một em xe với lớp sơn màu bạc đẹp đây. Em này là em gì mới về đây. Đây lại về thêm một em siêu phẩm nữa này các bác này, về luôn tục. Em này phải mai mới có giá rồi. Nay thì chưa có giá. Chào bác Lô Dần nhá. Bên đây thì em có một siêu phẩm Kia Rio. Một chiếc xe Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu này. Túc Sơn ạ. Túc Sơn đợi em một chút là em đang lia mắt nhìn, em nhìn thấy rồi, đợi em một chút nào. Một chiếc một chiếc Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu này. Em đang bán là 395 triệu, số tự động đẹp đây ạ. Nước sơn là màu bạc đẹp trong buổi báo giá ngày hôm nay. Khách hàng nào mà quan tâm và yêu thích chiếc xe này, em để cho mình cái giá cực yêu luôn. 395 còn 385 triệu trên buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ nhiệt tình cho em đây là các bác ơi, Đỗ Thanh Tùng, bác Đỗ Thanh Tùng này, bác Trương Nguyễn này, bác Nguyễn Đô, bác Lý Dần Lô Dần này. Tucson em có Tucson nhá. Có em nào tầm 2 lít không xốp? Tầm 2 lít là số sàn hay là số tự động hả anh ơi? Tầm 2 lít bên em thì có khả năng còn mua được 3 chiếc cơ. 200 triệu còn khả năng còn gần mua được 3 chiếc cơ anh ạ. Đây anh ơi, Tucson đây.
một chiếc Tucson máy dầu, một cầu số tự động đời 2010 máy dầu nhá, 535 triệu, nước sơn màu đen, bản này là bản nhập Hàn. Nội thất bên trong là ghế da đen, hỗ trợ chống trơn trượt đầy đủ, sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế cho em. 535 triệu. Em có Vios số tự động anh nhá, Vios số tự động đời 2019, em đang bán là 475 triệu. Số sàn thì anh thích một đầu hay hai đầu anh Đỗ Thanh Tùng? Tầm 200 triệu thích một đầu hay hai đầu anh, để em tiện tư vấn đi. Bên đây thì em có này, Tucson này, 535 triệu, đời 2010, bản nhập Hàn, số tự động, máy dầu, một cầu cho em này. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế đầy đủ, option công nghệ, full cửa lock đầy đủ cho em ạ. Còn bên đây em cũng có một chiếc xe Kia Rio, số sàn nè, số sàn 2 lít à, số sàn mà 2 lít thì em nhiều lắm. Nếu như về i10 em có này, Vios em cũng có này. Bác Đậu Ánh ơi, số tự động của Vios em có nhá, số tự động em có màu vàng cát đẹp, 495 triệu bản G xịn, lên điều hòa auto, form dáng mới, công nghệ mới ạ. Chào bác Nguyễn Trọng Hùng này, anh Đỗ Thanh Tùng ơi, để lại số điện thoại cho em và cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá ngày hôm nay. Với 200 triệu một đầu ạ. Một đầu ở đây, một siêu phẩm Hyundai i10 được sản xuất năm 2014, nhập khẩu, giá chào bán 195 triệu anh Đỗ Thanh Tùng này. Nước sơn là màu trắng đẹp, số sàn, trang bị động cơ 1.0. Với những dòng xe i10 như thế này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, ghế da hai màu cao cấp, lên bộ quần áo mới rồi các bác nhé. Màn hình giải trí có rồi, máy số thì cực ngon luôn, lên luôn cả bộ mâm la răng đẹp. Lên luôn cả bộ mâm la răng đẹp này. 195 triệu cho chiếc xe i10 đời 2014, nước sơn thì màu trắng đẹp. Còn bên cạnh chiếc i10 thì cũng có một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu đỏ đẹp, à màu vàng đẹp này. Kia Morning đời 2016, động cơ trang bị 1.2, 215 triệu anh Thanh Tùng nhớ, để lại số điện thoại cho em. Thì với đầm đầu 200 triệu anh có thể mua được rất là nhiều xe. Morning màu vàng 2016, lên cho em là màn hình giải trí này, ghế da xịn luôn. Hợp phong thủy màu nào, hợp mệnh màu nào thì em cũng đều có này. Chào bác Vũ Hiếu Thắng này, chào bác Trinh Giang này, chào bác Nguyễn Trọng Hùng ơi, anh Đỗ, bác Đỗ Ánh này, để lại số điện thoại cho em đi ạ. Vios số tự động em có nhá, Accent số tự động, số sàn em cũng có luôn. Ở đây em còn có một chiếc xe Kia Rio 7 chỗ ngồi, à, Kia Rondo 7 chỗ ngồi, máy dầu 7 chỗ đây các bác này. Bản này là bản lắp ráp trong nước, động cơ là 1.7, số tự động, 468 triệu, đời 2014. 7 chỗ ngồi và form dáng cực đẹp luôn. Không phải là như Innova hay là những dòng xe khác, nhưng mà em này form dáng rất là đẹp, nước sơn thì màu trắng này. Lên đèn bi, phanh ABS đầy đủ cho em. Ở bên đây thì với tầm tiền trên 300, em còn có cả Kia Rio với nước sơn màu trắng đẹp. Hiện tại bên em đang có 3 chiếc xe Kia Rio, số tự động, màu xanh, xanh lòng súng này, xanh xanh như cả mực cửu long này, màu trắng đẹp này, và có màu bạc này. Chiếc xe Kia Rio màu trắng này thì em lên zin đẹp rồi, zin này, và độ full đồ luôn. Đời 2015, nhập khẩu 1.4, em hôn lăng bán là 390 triệu, phanh ABS, một dàn lốp mới, đèn bi salon, có giải đèn led, xin nhan tích hợp ở trên gương rồi. Vì khoảng cách này nó gần nhau quá, mở nó sẽ va vào đây nên em không thể mở nội thất bên trong được. Hé hé ra một tí là vẫn hé được. Đây ạ, số tự động đẹp cho chiếc xe Kia Rio. Màn hình giải trí, tổ hợp, phím bấm nghe gọi trên vô lăng đầy đủ cho em. Ghế da lên bộ ghế da mới rồi. Lên bộ ghế da mới rồi, ghế da cũ là ghế da zin. Không xấu nhưng mà nó hơi bẩn một chút nên em Hương không thích cái bẩn đấy mà để khách hàng nhà mình đi tiếp theo. Lên là em đã bọc cho bộ ghế da mới rồi nhá. Nước sơn màu trắng đẹp, Kia Rio biển 23, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí này, 390 triệu. Bên đây thì em còn có những chiếc xe như máy dầu, cao gàn mắt, máy 78 chỗ ngồi, đời 2003, Isuzu 140 triệu, Isuzu 160 triệu. Chào bác Lợi, chào bác Du Bài, chào bác Xuân Thanh, đừng quên những lượt chia sẻ cho em Hương ạ. Hôm nay thì em live tối, mọi ngày thì live trưa thì nó sẽ đúng khung giờ hơn. Bên đây thì em còn có một chiếc Mazda Fremacy 7 chỗ ngồi, số tự động, động cơ trang bị là 1.8 ạ.
7 chỗ ngồi số tự động, giá chào bán là 162 triệu. 162 triệu số tự động 7 chỗ ngồi, nội thất ghế da cực đẹp, máy số thì cũng ngon luôn. Cam kết rồi nhé, không đâm xô và không ngập nước. Số hotline thì em đã ghi ở đây rồi, nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương ạ. 0354602790 là số mà em Lê Hương làm giao dịch này. Em Hương còn về thêm một chiếc Tucson Bentley nữa, nhưng mà vẫn vừa mới về, chưa dọn dẹp gì nên là chắc là ngày mai thì em sẽ lên video trực tiếp về chiếc Tucson mới về. Còn chiếc Tucson màu đen kia là máy dầu số tự động bản nhập Hàn đời 2010, 535 triệu. Chiếc Tucson kia thì là màu xám xám một chút nhá. CDX thì em có đây, với cửa tiền hơn 200 triệu thì em có một siêu phẩm CDX số tự động bản nhập khẩu đây. Lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, một bộ mâm la răng dạng phay rất là đẹp, 5 chấu phanh ABS đầy đủ nhá. CDX đời 2009 nhập khẩu, động cơ 1.6. Bản này cửa lốc em đang bán là 255 triệu cho siêu phẩm CDX đây ạ. 255 triệu. Số tự động đẹp. Đèn halogen này, có đèn gầm và đèn phá xương đầy đủ cho em, xi nhan chân hông. 255 triệu là có xe số tự động đi. Chào bác Đoàn, Đoàn Mai Văn đúng không ạ? Hay là Mai Văn Đoàn đúng không ạ? Chào bác Họa Nguyễn này. Đừng quên những lượt like và lượt chia sẻ cho em nhé. Bên đây thì em còn có là i10, nếu mà về i10 thì bên Lê Hương rất là nhiều i10 luôn. Một chiếc xe i10 đời 2014 bản nhập khẩu đây. Bản này thì là em đang bán là 275 triệu. 275 triệu xi nhan trên hông, ốp hết gương này, tay lắm cửa, ốp mạ chrome và lẹp chân kính này. La răng dạng 4 chấu nhưng mà xoáy rất là đẹp luôn. Điện thoại điện thoại của em mà like chưa thì em chỉ dám ra lắng một chút thôi là em chạy vào ngay, không nó ao ngay anh ạ. Đây các bác nhá, i10 đời 2014, 215 triệu, nước sơn là màu bạc. Lên màn hình giải trí rồi, ghế da hai màu đỏ và đen. Ốp mạ chrome cao cấp, tay lắm cửa. Hôm nay em cũng định like chưa rồi nhưng mà khách đến xem xe em không like nữa. Để dành like tối, nhưng mà like tối cảm giác không nhìn thấy nhiều khách hàng, vì không đúng khung giờ của em like. Bên đây thì em chào bác Trinh Minh này, tìm lại chính mình này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Ngày cũng toát mồ hôi mà tối cũng toát mồ hôi, nóng quá. Nissan Navara, một siêu phẩm phân khúc hạng D đây. Phân khúc hạng D thì em có Nissan, Nissan Terra đời 2009 số tự động đẹp. Em đang bán là 346 triệu. 346 triệu cho siêu phẩm Nissan Terra. Bản này là phân khúc hạng D, màn hình giải trí phải to đùng ngã ngửa luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Em này em đã test rồi, phân khúc hạng D để chấp những cái dòng xe khác. Nghe nhạc, giải trí, màn hình nó phải gọi là xuất sắc luôn. Form dáng này cực kỳ cán bộ nhá. Form dáng rất là đẹp. Nissan Terra đây ạ, 346 triệu số tự động đẹp, phân khúc hạng D. Hai mắt cảm biến và có cam lùi, xi nhan trên gương. Máy số thì ngon, không đâm xô và không ngập nước. Đấy là cam kết, và khi các bác chỉ cần mua xe bên em, kể cả xe 85 triệu em cũng cam kết cho mình. Vios thì em có một chiếc xe Vios màu đen đời 2010. Biển này 99 này, em quay rõ cả biển này. Biển 99 nhá, giá chào bán 206 triệu. 206 triệu cho chiếc xe Vios màu đen. Tổ hợp phím bấm thì em này chưa lên, nhưng có túi khí an toàn ở trên vô lăng rồi. Màn hình cũng chưa có. Form dáng thì form dáng sedan màu đen đẹp. Vios đây ạ, 206 triệu khách hàng nhà mình. Em chào anh Cảnh Trần này. La răng lên bộ mâm là tăm tăm rất là đẹp rồi. Còn những bác nào thích sự sang chảnh hay là trông nó lịch lãm hơn thì em có mẹc nhá. Biển thủ đô Hà Nội, nước sơn là màu xanh xám này. Một chiếc xe mẹc C250 bản blue cao cấp đây, đời 2010. Đời 2010, chiếc xe mẹc này em đang bán là 388 triệu. Màu xanh xám, tổ hợp phím bấm nghe gọi, khẩu lệnh trên vô lăng. Vô lăng thì thiết kế 4 chấu này. Màn hình em này thì cũng chưa lên, nhưng các bác nhìn bên này. Dòng xe mẹc này, bên ngoài thì không có nhiều option cầu kỳ, chủ yếu là bên trong xe này. Từ ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện cho em, phanh ABS, logo đi toàn xe, xi nhan trên gương bản blue cao cấp. Bác nào từng đi xe mẹc rồi thì để lại cho em cái bình luận nào. Không hề tốn xăng như nhiều người nghĩ đâu ạ. Máy của nó, hệ thống của nó là cân bằng, nên là với mức độ tiêu xăng nó không nhiều đâu nhá. Mẹc 388 triệu đây ạ.
Đèn bi sa lông quanh xe có 10 mắt cảm biến va chạm, đây là các bác đi cực kỳ an toàn luôn. 7 chỗ ngồi thì em còn có cả Kia Karen nhá. Hôm nay nhiều xe đẹp, anh ơi về liên tục anh ạ. Em Hương rất là thích những cái mùa bóng đá. Rất là thích những cái mùa bóng đá này. Có xe Ferrari không chị? Cái dòng đấy nhà em không làm bác Xuân Thanh nhá. Dòng đấy nó bằng mấy con xe nhà em. Vốn nó to lắm không làm được. Ở đây em có một chiếc xe một chiếc xe Kia Karen. Kia Karen số tự động 7 chỗ ngồi đời 2010 đây ạ. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về chiếc xe Kia Karen bên em này. 7 chỗ ngồi gầm cao còn có cả cửa lốc này. Một bộ ghế da lên mới rồi các bác ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động thì có Kia Karen. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, điều hòa là auto tự động cho em này. Giá chào bán cho chiếc xe Kia Karen này là bao nhiêu nhỉ? Em này em đang bán là 270 triệu nhá. 270 triệu cho chiếc xe Kia Karen. Bên cạnh Kia Karen thì em có một chiếc Captiva, nhưng em này là số sàn. Đời 2007, giá chỉ trên 200 triệu thôi. 215 triệu cho chiếc xe Captiva đây ạ. Lúc sơ là màu vàng cát đẹp, bây giờ dịch giã ổn định rồi. Các bác mà có muốn đi dịch vụ này, 7 chỗ ngồi rất là ok. Công trình công trường đi cũng rất là ok cho em vì là form dáng rất là cao luôn. Cao dàn mát máy đây ạ. Đèn bi salon có kết hợp với đèn halogen và đèn phá xương nhé. Xin nhan trên gương. 215 triệu cho chiếc xe Captiva. Chia sẻ mạnh mẽ cho em Lê Hương lên ạ. Màn hình giải trí này có hỗ trợ trơn trượt này, có hỗ trợ đổ đèo cho em. Số sàn ghế da cực kỳ cao cấp nhá. Đây anh Phan Thế Thắng ơi, em có Captiva đây. Hỗ trợ trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo. Màn hình giải trí có rồi. Nghe nhạc này đầy đủ nhá, đầu DVD. Đây các bác nhìn này. Ghế da nhá, 7 chỗ ngồi. Captiva 215 triệu. Trong buổi báo giá này, bác nào mà chốt trên livestream em giảm luôn 10 triệu đồng cho chiếc xe Captiva. Dù giá chỉ trên 200 triệu một chút thôi, vẫn giảm 10 triệu đồng. Bác nào mà chốt trên livestream là một lợi thế nhá. Captiva đây ạ. Phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm cho em. Các bác nhìn này. Lốp lắp rất là to luôn. Kệ bước chân lên xuống là em có 2 chiếc Captiva. Chiếc này thì là 215 triệu. Còn một chiếc bên đây nữa là 210 triệu đồng. Biển 88 Vĩnh Phúc đây. Lại Captiva nó đây ạ. Lên phanh ABS rồi. Có các bác nhìn này, bộ lốp này. Dàn lốp rất là mới. Bộ mâm đẹp, xin nhan trên gương. Em này thì đời 2007, cùng đời với em kia. Kém em kia 5 triệu là vì mua xe được giá nhập đẹp hơn thì em sẽ để giá đẹp hơn này. Hai chiếc thì đều lên cho em là hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Ghế da thì cũng tầm tầm như nhau, rất là đẹp, căng mọng, không hề bị rách vỡ. Em này thì là 210 triệu anh nhé. Ghế là ghế chỉnh điện này, ghế lái chỉnh điện cho em. Xin nhan trên gương. Đời 2007 Captiva này thì là đây. Biển 88 Vĩnh Phúc này. Biển 88 Vĩnh Phúc thì em có hai chiếc màu vàng cát. Nếu như 7 chỗ ngồi thì bên đây em còn có một chiếc Captiva nữa đây. Em này là màu bạc. Captiva màu bạc nhưng em này là số tự động. Nếu như các bác lười đi số sàn thì em có Captiva số tự động đây ạ. Quá là chất lượng luôn, rất là nhiều Captiva. Anh ơi điện đóm còn tốt nhá, bao cho anh luôn là đầy đủ, không thiếu một cái gì. Điện đóm phải tốt, máy số thì ngon. Vì xe về các bác một là đi dịch vụ, hai đi công trường. Nên là bọn em trước khi là người bán thì em cũng là người mua, bỏ ra một đống tiền để về làm ăn. Để giữ được tiếng và giữ được khách thì em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Giá cực đẹp luôn. Còn đây thì em có một chiếc Captiva cũng đời 2007 nhưng em này là số tự động. Giá chỉ có 228 triệu thôi, lên một cái màn hình to như là cái đĩa cá chép om dưa các bác này. Màn hình rất là to luôn, số tự động đẹp đây. Sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, điều hòa thì auto, đã hỗ trợ cả đầu DVD cho em này. Hỗ trợ đầu DVD, túi khí, ghế da đầy đủ cho em nhé. Ghế này cũng là chỉnh điện cho em, Captiva chỉnh điện số tự động đẹp, 228 triệu. Anh Phan Thế Thắng để lại số điện thoại cho em, thích số sàn hay số tự động. Số sàn này là màu bạc, biển 15 Hải Phòng, lên đèn bi rồi, số sàn cũng lên đèn bi, tự động cũng là đèn bi. Cam hành trình hai chiếc đều có như nhau, cảm biến va chạm đều có nhé. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em thôi. Số sàn 210 và 215, số tự động là 228.
hơn 200 triệu một chút thôi mà đi được xe số, à đi được xe 7 chỗ ngồi các bác ạ. Đừng quên những lượt like và lượt chia sẻ cho em nào. Chào bác Cam Vắt, bây giờ thấy khách hàng nhà mình vào này. Chắc các bác giật mình khi hôm nay em Hương lại like tối đúng không ạ? Mọi hôm đến nay trưa thì khách hàng vào được luôn, hôm nay giật mình sau hôm nay em lại like tối. Che vào đét cờ đuôi, em có cả số sàn và số tự động. Số tự động là 268 triệu. Số sàn biển Hải Phòng em đang bán là 240 triệu. Bản này lắp ráp trong nước, động cơ 1.6. Những cái bản lắp ráp trong nước thì các bác có thể thấy rằng là với cái mức đồ của em nó không may mà có phải sửa chữa tùng tùng chu sửa chữa này, hoặc là các bác có tu bổ trùng tu hơn một chút thì giá của nó sẽ dễ tìm hơn này, đồ cũng dễ tìm nhá. 240 triệu cắt luôn con này, rất là xinh gái luôn, nhưng mà ở với em Hương gần 1 tháng này rồi, cắt luôn 240, còn 230 triệu trên livestream. Bác nào mà thích che vào đét cờ đuôi thì để lại số điện thoại cho em này, 240 còn 230, biển Hải Phòng, đèn halogen, nước sơn thì màu đen đẹp nhá, cờ đuôi đời 2011 ạ. Chào bác Dũng Audi. Chào anh Dũng Audi này. Vừa rồi thì em đã quay rất là nhiều dòng Accent. Accent thì em có full màu, màu bạc có, màu đen có, màu trắng có, và màu đỏ có nhá. Bây giờ chỉ cần đợi các bác có tiền là alo thôi đúng không ạ? Một siêu phẩm Accent đời 2018, số tự động. Em này là 1.4, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em này. Em này thì bao test hãng toàn quốc cho em đi, zin đẹp từng con ốc, biển 90. Accent form dáng mới, lên đèn bi này, có giải đèn led này, đèn gầm đầy đủ, xin nhan trên gương. Accent em Hương đang bán là 475 triệu, nếu như khách hàng nào mà chưa đủ tài chính thì em này em có thể hỗ trợ trả góp cho mình ít nhất là 50% giá trị xe. Còn nếu trả thẳng bớt luôn 10 triệu trên livestream, 475 còn 465. Giá nói ra là để bán, không phải là để nói thách, nên mà giá em mất 10 triệu trên một đầu xe là rất là ok các bác ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da là 3 màu, không phải là 2 màu mà là 3 màu. Kết hợp cực đẹp luôn. Zin đẹp toàn xe, 475 triệu cho chiếc Accent. Đèn lên cho em này, bộ mâm này, phanh ABS này. Phía sau thì có 4 mắt cảm biến va chạm này, cam lùi đầy đủ cho em. 420 triệu chiếc xe nào anh Cường Nguyễn ơi. Ái chà chà, 420 anh mà cái em con Accent này á. Đang 475, 420, ui là sao bán được anh ơi. Nói là để giá bán, nhưng bây giờ các bác trên mạng 4.0 rồi, chốt chỉ cần check trên mạng Accent đời này giá như thế nào là các bác biết ngay. Làm sao mà em bớt nhiều như vậy được. Em này còn có cả hỗ trợ chân trượt này. 475, lét lèn lẹt nó còn 465. Đấy là em còn phá giá đấy ạ, mạnh mồm đấy. Trên livestream em còn mạnh mồm đấy. Chứ còn 420 không mua được đâu anh ơi, nhập vào không nhập được như thế luôn. Bây giờ 4.0 rồi, các bác có thể khảo giá các lơi thị trường. Rồi các bác lại quay về xem em Hương bán, xem cái giá em Hương bán có phải là đang là đứng đầu về top mà là giá rẻ không ạ. 475 còn 465 trên livestream ngày hôm nay, dưới livestream còn không được giá đẹp như vậy cơ. Accent nhé các bác nhé. Còn bên đây, bác nào mà chưa lấy vợ hay là vợ chê hay là người yêu chê thì em có một chiếc Galaxy biển Thủ Đô, nước sơn màu trắng đẹp. Em này là form dáng thể thao, hai cánh cửa này. Một siêu phẩm Galaxy đời 2009 này, có ga tay tự động, bản này là 8 túi khí. Bác cái xe này như vậy ai cũng mua được. Vâng, 420 ai cũng mua được, trừ bọn em mới nhập được không mua được thôi. Anh Cảnh Trần ơi, ôi dồi ôi, có một con xe Galaxy này, phiên bản hai cánh cửa. Ôi dồi ôi, kính không viền, hai cánh cửa, 4 chỗ ngồi, số tự động, bản cửa lóc, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, ghế da màu đỏ đẹp. Mai phải làm một quả body nóng bỏng ngồi lên em này. Ôi dồi ôi, quá là xuất sắc. Cửa lóc đầy đủ cho em này, hỗ trợ chống trơn trượt. Chắc là em này nó là thể thao, sợ các bác đi nuốt chân ga quá là phải hỗ trợ chống trơn trượt này. Nước sơn màu trắng đẹp, 445 triệu cho siêu phẩm này. Có hơn 400 thôi, em có tưởng là một tí cơ. 445 triệu cho chiếc xe Galaxy bản nhập Hàn, số tự động đẹp, cửa lóc đầy đủ, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, lên đèn bi, form dáng này to đẹp. Ui dồi ôi, trắng này, cửa kính này, hai số này, cánh gió thể thao này, độ lên Mercedes-Benz.
quá là đẳng cấp luôn. Nội thất bên trong thì cực kỳ nóng bỏng này. Đây em chuẩn em gái nhà lành đây ạ. Bên trong thì mặc áo, à bên ngoài là áo sơ mi màu đỏ, bên trong nội thất này, ồ trắng đỏ đẹp không ạ? Sơ mi trắng bên ngoài nhưng bên trong lại là màu đỏ ạ. Ghế da cao cấp hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, có ga tay tự động cruise control. Em này đẹp quá phải ngồi hẳn vào trong xe. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cam hành trình, cam lùi. Đây là cái bộ phận để các bác ấn cái phần hạ cửa lóc nha các bác nhá. Nhưng mà vì em không mang chìa khóa ra. Tổ hợp phím bấm này, em này thì còn có cả 8 túi khí an toàn trên xe. Cửa kính là hai cánh là hai cửa này. Cửa viên là cái gương à, cái viền này này. Gương ấy nhá, auto tự động cho em. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. 445 triệu cho những bác nào mà than là chưa có người yêu thì mua Genesis về đi cho em đi ạ. Lẹt bô thể thao cho em. Bố vợ mà không gả cứ 1 giờ đến nhà bố vợ lẹt bô cho em. Chào bác Nguyễn Đức Ân này, chào bác Quang Hùng, chào bác Hoàng Văn Huyền, chào bác Tuấn Hùng, chào bác Nguyễn Phương Đức, chào bác Sơn Phạm nào. Chia sẻ nhé. Anh em về chưa? Con nào bóng à? Con bóng à? Chia sẻ đi anh ơi. Mua xe rồi về không nào bóng. Bên đây Vios đây, siêu phẩm Vios niềm tự hào khi mà bắt được xe đẹp đây ạ. Một siêu phẩm Vios bản G xịn. Bản này là lên form dáng mới, điều hòa auto tự động cho em. Màn hình giải trí vô lăng này, tích hợp các phím bấm trên vô lăng. Bán cho ông đi tán gái, ông ơi chốt luôn. Ship vào Bình Dương cho ông đi tán gái luôn. Nhưng ông đừng bảo với mợ là con đồng lõa với ông. Ông đừng bảo với mợ là con đồng lõa với ông là được. Genesis thể thao cho ông đi tán gái, hay là con đi con này vào trong Nam, xong ông cho con một buổi du lịch trong suối tiên được không ông ơi? Em gái quảng cáo thích thế. Cảm ơn anh Quang Hùng nhá. Chia sẻ cho em lên, anh Hùng có vợ chưa? Nếu chưa có vợ thì đi con này thì nó hơi tơi. À có vợ rồi thì đi nó hơi tơi. Kể mà chưa có vợ thì đi quá là ok luôn. Còn đây ạ, à, niềm tự hào khi mà bắt được xe. Một chiếc xe Vios bản G xịn. Cái ông Vios là một trong những cái ông mà rất là cần cù, xong lại còn chịu khó á. Ăn ít, tiết kiệm. Ăn ít lại còn tiết kiệm đây. Vios bản G xịn lên màn hình giải trí cho em rồi. Điều hòa auto form dáng mới nhá. 495 triệu. Cầm 500 triệu đi vẫn còn thừa tiền mang về. 495 triệu này, bản G xịn. Phía sau có hai mắt cảm biến này. Lipo là bộ đôi thể thao này, màu vàng cát, phong thủy có bác nào màu vàng cát. Màu vàng cát này. Na răng tăm đôi nhá các bác nhá. Na răng tăm đôi, phanh ABS đầy đủ, ok chốt ông ơi. Ông chốt con này đi xong cho con vào Nam chơi đi ông ơi. Không live stream nữa, nghỉ một tuần đi vào Nam chơi. Chào bác Gia Huy, chào bác Tiến Huy, hai bác Huy liền. Hai bác Huy liền. Ở đây thì em lại bên cạnh những cái dòng xe mà vừa dân chơi mà vừa đẳng cấp, em còn có cả Captiva. Bác nào công trình công trường đi thăm lom công trình công trường này, hay mua về cho thợ này, thì Captiva số tự động em có một chiếc màu đen, một chủ tư nhân. Một chủ tư nhân với nước sơn màu đen đẹp đây. Captiva chỉ hơn 200 triệu thôi. Ghế là ghế chỉnh điện, tự dưng là quên không nhớ là bao nhiêu tiền. Captiva nước sơn màu đen đẹp, hai mắt cảm biến, bốn mắt cảm biến này, bốn mắt cảm biến phía sau. Bô đôi này. Đấy, hai cái bô, không biết bô nào mới là bô chính. Không biết bô nào mới là bô chính này. Một chủ từ mới đây. Captiva màu đen hơn 200 triệu. Tự dưng em đơ không nhớ là bao nhiêu tiền. Chỉ nhớ là hơn 200, 270 triệu đấy phải. 270 triệu Captiva một chủ từ mới, la răng các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà thợ thuyền công trình công trường thì quá là ok nhá. Chào bác Phương Thanh, chào bác Thơm Lưu, chào bác Như Ngô nào. Chia sẻ cho em Lê Hương những lượt chia sẻ mới lên. Chia sẻ cho em những lượt chia sẻ mới lên. Mẹc C250 màu đỏ đẹp, nhưng mà đã bán rồi, đi lấy chồng rồi. Y10 đi. Một chiếc xe Y10 bản đủ sedan hai đầu. Úi dồi ôi, bạn thiếu mua đã khó rồi, mua được bản đủ hai đầu quá là đẳng cấp luôn. Y10 bản đủ đây ạ. Sedan hai đầu đời 2016, lên màn hình OLED, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm này, tăng giảm chân vô lăng. 285 triệu cho chiếc xe Y10. Em khẳng định rằng lên video chiếc xe này chỉ trong vòng phút mốt là bay thôi. Đã là một bản sedan, sau lại còn bản đủ, rất là hiếm luôn. Bản đủ như này rất là hiếm nhá. 285 triệu bản nhập khẩu đời 2016. Y10 bản sedan 2 đầu. Đèn gầm đầy đủ cho em.
chốt một con để che mưa che nắng như bác Phương Thanh nhà gần thì cần chốt con 85 triệu thôi anh chị ạ. Chốt con 85 triệu thôi. Xong là lên xe thì mặc cho em thêm một cái áo dạ ấm ấm cổ, vì con đấy điều hòa nó rét lắm, người mà yếu lên là khả năng là viêm phổi. Bác nào sức khỏe yếu là không lên chốt con 85 triệu, vì điều hòa nó gọi là rét run luôn. Chào bác Bùi Bình này, chào bác Văn Thăng, Đặng Văn Thắng ạ, đúng không ạ? À Đặng Văn Thanh. Chia sẻ cho em đây Hương lên các bác ơi. Bên đây thì còn có một chiếc Mazda 2, bên ngoài là cái màu gì nhỉ? Bên ngoài là một cái màu xanh mực kiểu long đi, để cho các bác nào dễ chốt thì hiểu màu này. Mazda 2 số tự động lên màn hình. Lên màn hình Android to đùng này. Đề lỗ thông minh, ghế da thì bác chủ cũ thích chơi hệ quả nhám 3D nên các bác này. Ghế da lên bộ ghế da rất là xịn luôn, hai màu. Form dáng thì cực đẹp luôn nhá. Giá này 298 triệu cho chiếc Mazda số tự động, bản lắp ráp trong nước đời 2012. Màu này phù hợp với những cái bác nào mệnh gì nhỉ? Màu xanh xanh đá đá đấy ạ, không phải màu đen đâu nhá. Biển thủ đô Hà Nội, form là mặt chú hề cười. Xin nhan trên hông, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. Mazda 2 đây, cam hành trình có, cam lùi có, 298 triệu. Genesis thể thao dành cho những bác nào chưa có người yêu hoặc là bố vợ phản đối, 445 triệu. Accent màu đỏ cho những cái bác nào không thích cái màu, không thích cái màu nhã nhặn thì em có cái màu rất là nổi bật nhá. 475 triệu. Ghe Mazda 2, cam hành trình, cam lùi, màn hình, đề lỗ thông minh, biển thủ đô Hà Nội, hai mắt cảm biến, màu xanh đá này. Em này là 298 triệu. Em i10 màu đỏ này thì lấy chồng rồi này. Còn nếu như mà số tự động mà mua cho hai vợ chồng đi thì em có này, biển 88 Vĩnh Phúc, Kia Morning được sản xuất vào năm 2010, bản nhập khẩu số tự động 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Em Hương đang bán là 235 triệu cho chiếc xe i10 ở Kia Morning. Kia Morning bản nhập Hàn, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này, túi khí an toàn, lên bộ ghế da viền vàng rất là chất chơi và bắt mắt luôn. Máy số cực ngon các bác nhé, máy số ngon, 235 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Lên bộ la răng hoa mai. Lên bộ la răng hoa mai, nước sơn màu vàng zin đẹp, lẹp chân kính vì chắn mưa. Xin nhan trên gương đây ạ, 235 triệu. Chào bác Đỗ Vân này, chào bác Nguyễn Bá Tuấn, chào bác Nguyễn Huy. Chia sẻ cho em Lê Hương đi ạ, 100 khách hàng ngày hôm nay chỉ cần mua xe bên em, không cần biết là xe nào, bớt luôn 10 triệu đồng. Bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream. Chào bác Nguyễn Lý này. Còn bên đây thì em có một chiếc xe gì ạ? i10 màu trắng nhá, i10 màu trắng bản 1.2, số tự động đẹp, 328 triệu đời 2015. Nhập khẩu, i10 nhập khẩu, thân vỏ cực kỳ chắc chắn luôn. Ốp hết mạ chrome cao cấp rồi, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, số tự động đẹp, 328 triệu. 328 triệu cho chiếc xe i10 bản 1.2. Số tự động đẹp, nước sơn thì màu trắng này, 328 triệu đời 2015. Nhập khẩu, thân vỏ chắc chắn, xe gia đình đi, không đâm xô, không ngập nước, phía sau đầy đủ cam lùi và có bốn mắt cảm biến va chạm. Chào bác Nguyễn Lý lại, chào bác Lê Bá Hiệp, chào bác Đặng Tin, chào bác Nghĩa Lâm Nghĩa, chào bác Trương Hữu Quỳnh. Khách hàng nào quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. Đôi khi mạng nó bị ấn comment ấy, em không nhìn thấy đâu. Nên là em mà chưa nói về cái mẫu xe mà mình đang comment thì đang bình luận thì cứ bình luận tiếp cho em nhé. Chào bác Đặng Tin, chào bác Lăng Dung tên tôi hay là gì ạ? Tôi Tiên. Chào bác Dinh này, chào bác Nguyễn Huy. Bên đây thì em có một em i10, nhưng em này là em út rồi, đời 2008, màu bạc, nhập khẩu 1.1, 125 triệu cho chiếc xe i10 em út bên em. 125 triệu thôi ạ, màn hình đầy đủ các bác nhé, không thiếu cái gì đâu. Em này là em út về giá trong dòng i10, 125 triệu. La răng vẫn là la răng sắt, xin nhan trên hông, 125 triệu. Chào bác Lê Việt Phương này. Còn nếu như nói về dòng sedan mà hơn 100 triệu thì em có một chiếc Lacetti EX, máy to nhá. Máy to cực khỏe luôn, biển 37, xin nhan trên hông, em Hương đang bán là 150 triệu đời 2009 này. Chào bác Phạm Xuân Ánh này, chào bác Lê Việt Phương, bác Lan Len Dương và bác anh Phạm Linh Anh.
Đừng quên những lượt like cho em nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Bên đây thì em có một chiếc xe Innova tư nhân, không taxi, không dịch vụ, máy số zin cho em. Máy zin này biển 20, Innova với lớp sơn màu đen đẹp, đời 2006 bản 2.0. Em Hương đang bán là 225 triệu. Cuộc chạy đua với Innova. Trong khi thời buổi dịch giã là gần như là ổn định rồi, sống chung rồi, thì những dòng xe 7 chỗ là đang lên ngôi về những phần dịch vụ này. Gia đình taxi này, Innova, Xpander, Captiva, tất tật tật những cái dòng xe 7 chỗ đang rất là hot hit này. Innova tư nhân gia đình, máy số zin đời 2006, em Hương đang bán là 225 triệu. Các bác chỉ cần nhìn ghế da này, củ số này, táp ly, táp lô này. Đẹp như thế này thì không mua thì mua xe gì đúng không ạ? Đẹp như thế này, 225 triệu cho chiếc xe Innova bao test máy số zin. Gầm bẹ không mục mọt các bác nhé. 7 chỗ ngồi trong cuộc đua ngày hôm nay. Thời điểm bây giờ bác nào có xe Innova là rất là có giá luôn. Bọn em còn không mua được xe cơ. Chả bác Phạm Đức này, chả bác Bùi Tấn, anh Tấn ơi, Innova đây anh ơi, không mua là hết. Mà xe giờ đang lên chóng mặt luôn. Xe giờ đang lên chóng mặt luôn. Y10 màu trắng đời 2015 bản nhập ấn mới cập nhật ngày hôm nay. Đời 2015 bản 1.0 nhập ấn này, biển 34, lốp sơn màu trắng, xin nhan tích hợp trên gương, 225 triệu cho chiếc xe Y10 màu trắng bên em. Em này là bản thiếu nhưng mà độ lên trên vô lăng có các phím bấm nghe gọi, tăng giảm âm lượng, màn hình giải trí nhá. Em này là bản thiếu, thực chất là em này là bản thiếu. Nhưng mà độ lên được cái vô lăng là lên màn hình lên nè. Các cái phím bấm ở trên vô lăng. Lước sơn thì màu trắng đẹp, cam kết không đâm xô và không ngập nước. Y10 xin nhan trên gương, đời 2015 nhập ấn 225 triệu. Nhiều bác cứ bảo là em này to đùng ngã ngửa thế này, người thì hơi thô một tí, giống như con gái vậy, cao to hơi thô một tí, nhưng nay lấy chồng rồi. Mày quá mà em đi lấy chồng. Một em Jolly to đùng ngã ngửa, 8 chỗ ngồi có hơn 100 thôi, nhưng mà đi lấy chồng rồi. Còn nếu như mà những em xinh xinh nhỏ nhỏ như thế này, 85 triệu các bác có ưng không ạ? Một em Spark màu xanh gốm, 85 triệu. Em này thì bộ la răng nhìn hơi phèn một tí thôi, la răng sắt hơi phèn một tí, nhưng mà 85 triệu điều hòa Z-Zone đời 2009 này. Hôm nay em Vương đi tán trai Hà Nội. Đúng rồi anh ạ, hôm nay là đi nhập xe. Xong đi từ sáng sớm để đi bắt Innova nhưng không bắt được. Bác chủ tả xe đẹp lắm, đẹp vừa lên, lát tết tần tẹt ra không làm việc được. Lại về định đang định live stream thì khách ở bên Kinh Môn cùng tỉnh sang mua Innova, thế là chốt luôn. Phun tiền về Innova. Thế là lại live tối anh ạ. Còn bên đây thì em có một em Kia Rio. Nếu về Kia Rio số tự động thì em đang có 3 chiếc, 3 màu. Đây là một chiếc xe Kia Rio biển Hà Nội. Màu này là màu xanh, xanh mực sông Cửu Long đấy ạ, không phải là màu đen đâu. Màu xanh xanh phù hợp với những bác nào mà kén về mệnh, về tuổi. Thì em có một chiếc xe Kia Rio số tự động đời 2015, bản nhập khẩu màu xanh nhá. Giá chào bán 390 triệu, vì chiếc xe này vừa mới về. Lên điều hòa còn mát, bên trong lại còn thơm. Không biết là đi đâu mà, à có dứa. Ôi dồi ôi, có quả dứa thật nào thơm thế các bác ạ. Có hẳn quả dứa lên, thơm thật luôn. Một chiếc xe Kia Rio đời 2015 bản nhập Hàn em đang bán là 390 triệu. Bản này thì có ga tay tự động này, tổ hợp phím bấm nghe gọi, màn hình giải trí đầu DVD. Và em này thì không biết là bác chủ cũ có lên bộ loa trầm không, nhưng nếu như mà để ngồi lên xe này, bật loa nghe ca nhạc thì không muốn xuống các bác ạ. Điều hòa mát lạnh, lên loa trầm. Riêng em này có một cái bộ loa rất là hay. Có 3 chiếc nhưng riêng đặc biệt em này chắc bác chủ cũ lên loa trầm rồi. Lên là nghe nhạc hay lắm, gốc Hà Nội, màu xanh đẹp. Chào anh Phạm Thưởng này, chào bác Hùng Hiếu này, chào bác Liên Chiến, chào bác Tôn Lưu. Bác Nguyễn Thành, chia sẻ 100 khách hàng cho em đi anh Phạm Thưởng ơi. Y10 em về nhiều lắm, hay là mua cho chị Mai chiếc xe VinFast Farin đi. Đời 2019 số tự động đẹp lắm. Chị mà đi lai con về quê thì rất là dễ đi. Số máy thì ngon, đạp nhẹ chân ga thôi là lưng dính chặt vào ghế luôn. Điều hòa để mát lạnh. Chào bác Lê Quế, chào bác Công Thành. Úi dồi ôi, lên 100 khách hàng cho em đi ạ. Số hotline 0354602790 là số hotline của em. Anh thích Innova 8 chỗ lắm em ơi, nhưng lại tiêu hết tiền rồi. Úi, anh phải tiết kiệm chứ.
Innova phải tiết kiệm chứ. 220 triệu, 225 triệu có Innova đi anh Tật Tiêu Hà Sải hoang thế. Em vẫn đợi anh alo đây anh Tuấn ạ. Một siêu phẩm i10 số tự động, số sàn rất là nhiều. Số tự động cũng không kém cạnh này. i10 số tự động đời 2014 nhập Ấn Độ này. Chắc em này đến từ Dubai rồi, trông cái hình thức xịn trọ lắm. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng 1.0, siêu tiết kiệm gia đình này. Siêu tiết kiệm và bền bỉ, ghế da thì đẹp căng luôn. 295 triệu, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. 295 còn 285 thôi. Màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, cam hành trình, cam hình lùi, cam lùi có, cảm biến cũng có luôn. Siêu phẩm đây, 295 chỉ còn 285 thôi. Nói trực tiếp trên livestream, xuống livestream không được giá đẹp như này đâu ạ. Chào bác Chiến Lê, chào bác Bù Sắc đúng không ạ? Chào bác Bù Sắc, chào bác Văn Chi. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em nào, quan tâm số điện thoại, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em. i10 số tự động đời 2017 em có đây, 365 triệu biển 74. Em này thì cao hơn, đời cao hơn thì giá sẽ cao hơn nhá. 365 triệu đời 2017. Em này thì bản 1.2. Em này 4 máy rồi, to khỏe hơn 1.2. Xin nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh. 365 triệu đời 2017. Bác Ngô Hùng mà quan tâm chiếc xe này, vừa rồi hỏi em thì đây nhá. i10 đây ạ. Úi dồi ôi, i10 nhiều quá. Accent này, quay lại em Accent này. Một siêu phẩm Accent với nước sơn màu trắng đẹp. Em chào anh Văn Chi này. Anh ơi chia sẻ cho em lên nhá. Chào bác Duy Dương, rất là nhiều khách hàng mới hôm nay em mới nhìn thấy này. Chào bác Long Nhật Thái, chào bác Huỳnh Tuấn, chào bác Phạm Quang Trọng. Rất là nhiều khách hàng mới này. Chào anh Vũ Đình Sinh này. Anh Sinh này thì là idol nhà em rồi. Hyundai Accent đời 2015. Em này là nhập khẩu, thân vỏ cực kỳ cứng luôn. Đèn bi salon có giải đèn nét, đèn gầm đầy đủ cho em. Bản này thì sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em nhé. Nhập khẩu 1.4, 383 triệu. Tiếc quá, nay tối quá đây là chưa lên video em này được vì về muộn. Mai sẽ lên video nhé. Màn hình giải trí đầy đủ cho em. Cửa lóc 383 triệu, nghỉ ăn cơm thôi em gái ơi. Vâng, chắc cũng gần nghỉ rồi. Em báo lốt mấy cái xe này nữa, về nhiều xe quá. Đây một cái em màu xanh xanh rất là mát mắt nữa này. Một chiếc xe Kia Morning đời 2011, đời 2011, 138 triệu bản Sport rồi. Đời 2011 Kia Morning với nước sơn màu xanh rất là mát mắt. 138 triệu. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Xuân Hương nhé. Chia sẻ cho mình lên trang cá nhân và hội nhóm nhé. 138 triệu, màn hình giải trí có, ghế da thì cực đẹp. Lại còn trần cả trần 3D. Bác chủ cũng rất ăn chơi. Xe này chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đi xe SH nhìn cũng oai đấy, nhưng mà mưa thì biết mặt, đúng không ạ? Đi ô tô nhà em đi, 138 triệu. Xe cỏ đây. Xe cỏ mà các bác nhìn xịn xò không? Phía sau này màu rất là đẹp, sơn si sạch đẹp, máy số ngon, cam lùi, cam hành trình có hết, màn hình giải trí cũng có luôn. Một chiếc xe đây, đời 2011, 138 triệu. Chào bác Thu Hà này. Không thích xanh, thích đỏ, thích nổi bật thì em có cả Mazda 3. Mazda 3S đời 2009 này. Mazda 3S đời 2009 em Hương đang bán là 295 triệu. Nói nhỏ luôn, 285 triệu. À đây em này 285 triệu, nhập khẩu nhá, số tự động có cửa lóc còn 275 triệu luôn. Còn 275 triệu cho chiếc xe Mazda 3 đây ạ. Mazda 3S nước sơn màu đỏ đẹp. Cái màu rất là nhã nhặn, đỏ thôi, không phải là cái màu trắng mà là màu đỏ thôi. Rất là nhã nhặn luôn. Còn ở đây bác nào như là bác Sơn Sơn, bác Quế Nam này, có công trình công trường gì không? Công trình công trường thì em có một siêu phẩm bán tải Isuzu D-Max. Isuzu D-Max được sản xuất năm 2016, đăng ký lăn bánh là cuối tháng 12/2017, tuổi là tương đương với 2018 rồi. 535 triệu, số tự động, hai cầu, máy dầu, màn hình giải trí. Ôi thật cơ mình. Màn hình giải trí có rồi, cam hành trình với cái màn hình cũng cực to luôn các bác nhé.
Số tự động 2 cầu. Máy dầu 535 triệu, trả thẳng luôn còn 525 triệu. Hỗ trợ trả góp 230 triệu đánh xe về. Hỗ trợ 60% giá trị xe cho chiếc xe Isuzu D-Max. Một dàn lốp còn mới này. Lốp sơ cua là em cũng chưa hạ đâu. Rồi chốt luôn anh ơi, chia sẻ nhiệt tình đây nào. Lên 100 khách hàng đi các bác. Lốp sơ cua còn chưa hạ đâu. Cam hành trình có, cam lùi có, đầy đủ luôn. Máy dầu 2 cầu gốc Hà Nội. Nước sơn màu đỏ cam đẹp các bác nhé. Vios thì có Vios màu trắng, Vios màu đen, Vios màu vàng cát. Em này số sàn này, mới về chiều ngày hôm nay. Đời 2017. Đời 2017 375 triệu cho nước sơn màu trắng đẹp. Đấy, cam lùi đầy đủ, cam hành trình có luôn. Chào bác Văn Quang, chào bác Lê Đúng này. Để con nhìn lại có phải ông nhà mình không? Không, ông đã chào làm bác rồi. Chào bác Quế Nam nhé. Chevrolet cờ đuôi. Chevrolet cờ đuôi với lốp sơn màu trắng đẹp. Đời 2012. Động cơ trang bị 1.6, số sàn em đang bán là 258 triệu. Vậy là em có hai chiếc này. Trắng có này, đen có này, sàn có này, tự động có nhá. Em này màu trắng này, 258 triệu. Bác chủ cũng rất cẩn thận này, táp ly táp lô bọc hết cả da như thế này. Đấy, màn hình to đùng mật vã luôn. 258 triệu 1.6 ạ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Ghế da hai màu. Form dáng này thanh niên, nam nữ đều đi được cho em ạ. Isuzu D-Max có bán tải rồi thì có cả bán tải Nissan. Nissan Navara biển Hà Nội đời 2017. Em này cũng là máy dầu nhưng em này một cầu nhá. Em D-Max kia là hai cầu. Em này là một cầu này. Số tự động đẹp 535 triệu. Đời 2017. Hơn 200 triệu một tí đánh xe về các bác ạ. Hỗ trợ trả góp 60% giá trị xe. Ghế da hai màu. Lên thùng thấp rồi, nên các bác có lên thùng rồi không phải mất tiền lên thùng. Nếu mua bán tải mà chưa có thùng về phải mất thêm tiền. Em chào anh Trung Siu này. Chào bác Hùng Lê, chào bác Bùi Mạnh này. Nếu như mà tầm tiền hơn 100 triệu thì em còn có cả ghét nhá. Ghét nhập khẩu số tự động nước sơn màu vàng. Chính ra đi xe ghét rất là chắc chắn luôn. Thân vỏ chắc chắn này. Số tự động đẹp đây ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da cũng đẹp. Trần Lý Nguyên. Chào bác Xuyên Hà, chào hello em. Cảm ơn anh Trung Siun nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Ghét đời 2007 nhập khẩu, nhập Hàn nhé. Số máy cực êm 188 triệu. La răng 5 chấu này. Cam lùi đầy đủ luôn. Chào bác Nguyễn Đức Thắng này. Hyundai Solata thì em có này. Hyundai Solata đời 2009 nhập khẩu số tự động 288 triệu. Hyundai Solata. Bên đây thì em có một chiếc xe i10. i10 nước sơn màu xanh nhá. Bản này cũng là nhập khẩu này. Thân vỏ cứng như đá luôn. i10 số tự động mình có nhá. Đời 2014 nhập Ấn là 295 triệu. 2015, 2016, 2017 mình cũng đều có luôn. Để lại số điện thoại cho mình nhá. Một nước sơn màu xanh mắt. Mắt lên cho em là có màn hình giải trí này. Trần bọc ly lông rất là sạch sẽ luôn. Trong những cái dòng xe thì có i10 đây ạ. i10 đời 2016 nhập khẩu 1.0 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe i10 này. Bạc có này, xanh có này, trắng có này. Rất là nhiều xe i10. Nếu mà i10 bây giờ hoạt động rồi. Chào bác Đinh Văn Lý, chào bác Đỗ Quang Thắng này. Bên đây thì em có một chiếc xe Vios. Bản này là bản limo nhưng mà lưng lên suýt thành e rồi. Vios đời 2007 số sàn 2008 ạ, số sàn động cơ 1.5 em Hương đang bán là bao nhiêu? 179 triệu lên màn hình giải trí đề lỗ thông minh. Nước sơn thì màu đen đẹp ạ. Nước sơn màu đen đẹp, các bác nhìn phanh này, lốp một dàn lốp còn đẹp nhá. Vios 179 triệu. Mercedes 250. Mercedes 250 bản blue cao cấp nhất này, la răng tăm, phanh ABS, xi nhan trên gương. Bản blue này em đang bán là 379 triệu, số tự động đẹp. Con gái toàn nhìn cái logo đã yêu rồi, toàn nhìn logo đã yêu rồi đúng không ạ? Chào anh Đạt Nguyễn này, chào bác Trần Văn Tính này. Đừng quên những lời chia sẻ cho em Lê Hương nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Sờ bắc 85 triệu, điều hòa Z-Zone, không dành cho những bác nào sức khỏe yếu nhé. Vì lên đây em này bật điều hòa khả năng là viêm phổi rồi. Vios bản e xịn đời 2009 nước sơn màu đen. 208 triệu cho chiếc xe Vios. Bản này là bản e xịn biển 36, xi nhan trên gương. Đời 2009 động cơ là 1.5.
cho chiếc xe Vios bản E xịn này. Ghế da thì lên lại ghế da rồi, ghế da cũ thì nó bác chủ cũ hơi rách một tí, em lên ghế da mới rồi. Kia Rio nhập khẩu đời 2016 màu bạc 1.4 em đang bán là 395 triệu. Giảm luôn 10 triệu đồng trên livestream ngày hôm nay. Còn 385. Còn 385. Nếu như khách hàng đến xem xe vẫn bớt tiếp, riêng em này vẫn bớt tiếp, rất là xinh gái luôn. Nhưng chắc là chắc là hơi vô duyên tí. Để lại số điện thoại cho em khi mà muốn quan tâm về mẫu xe nào bên em nhé. Chào bác Bá Nhung, chào bác Dung Nguyễn nó cái gì ạ? Bác Nguyễn Quốc ạ. Đấy, các bác nhìn là Gentra này 136 triệu này. Hôm nay thì em live tối là gần như là em đã báo hết dòng xe đang có bên em rồi. Đặc biệt bên em bây giờ đang vào động Y10. Vào mùa Y10 rồi. Số tự động có, số sàn có, hai em này đều là số tự động này. Biển 34 là 195, biển 74 là 365. À biển 34 này là 295 này. Biển 74 là 365 này. À bên đây còn có một em Kia Morning, một chủ từ mới, biển Hà Nội 4 số, 160 triệu cho chiếc xe Kia Morning, số tự động ạ. Nissan Navara số tự động ạ. Anh Trương Hà ơi, đấy là anh đang quan tâm về mẫu xe bán tải đúng không ạ? Bán tải màu trắng ạ. Chào bác Nguyễn Văn Khanh này, em sẽ quay lại chiếc bán tải màu trắng nhé. Rất là nhiều xe luôn này. Accent này, Accent màu trắng đẹp này. À đây, còn em này nữa, ôi trời ơi, dàn này chưa báo thôi đấy. Một chiếc xe Hyundai Fortuner tạm hết anh ơi. Fortuner giờ cho vào cái thuộc top là hàng hiếm rồi, gần như là tuyệt chủng anh ạ. Làm sao lại đi xin mua xe lại không mua được. Hyundai Avante đời 2014 anh này. Hyundai Avante đời 2014, nước sơn là màu đen đẹp, 279 triệu. Đời 2014 nhỉ. Fortuner gần như là tuyệt chủng, em chưa mua được xe Fortuner anh ạ, khó lắm. Đây ạ. Bên đây thì có đây. Nissan tên là Nissan Navara đời 2017. 535 triệu, nước sơn màu trắng đẹp, một cầu số tự động. Máy dầu. Tiếp nước cho em đi anh ơi. Máy dầu đây anh nhá, nước sơn màu trắng đẹp, để lại số điện thoại cho em rồi, lên thùng thấp. Nếu như mua bán tải chưa có thùng, về làm cái thùng mất 18 triệu. Đây vẫn còn được nguyên cái thùng cũ luôn, quá là đẹp đúng không ạ? Biển Hà Nội này. Avel thì em có Chevrolet Avel màu trắng đẹp. Avel có màu trắng đẹp đây. Màu trắng đẹp có Avel đời 2017, 245 triệu. Đời 2017 số sàn, em này gốc Sài Gòn. Giá trị của chiếc xe này gốc nó tương đương với biển Hà Nội. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác cứ alo em thôi. 0354602790. Thỉnh thoảng đọc số điện thoại lên để các bác biết, được còn kết nối cho em qua Zalo nhé. Chào bác Thái Bảo, chào bác Phùng Dùng Sáng này. Phùng Dùng Sáng. Chào bác chào bác Xóm Bờ Mương này. Cô gái chăm chỉ hăng say thế, thuyết minh không ngừng nghỉ, cố lên. Rất là cố gắng anh ạ. Rất là cố gắng luôn. Nhiều khách đến bảo anh theo dõi em đúng 3 tháng anh mới mua xe. Anh theo dõi em hơi lâu, đúng 3 tháng anh mới mua xe. Nên ngày nào em cũng like, rất là cố gắng luôn anh ạ. Avel 2017 245 triệu. Chào bác Nguyễn Viết Tới này. Chào bác Nguyễn Văn Thắng này. Lại nhiều xe đẹp, cảm ơn anh Hoàng Đại nhé. Cập nhật luôn tục anh ạ. Cập nhật luôn tục. 5 chỗ ngồi gầm cao. Mà nếu như đời 2009 số máy zin thì chỉ có thể là Honda CRV. Đời 2009 5 chỗ ngồi gầm cao mà vẫn giữ được một cái gọi là gì trinh tiết thì chỉ có thể là CRV thôi ạ. CRV 408 triệu đời 2009 này. Bản này cửa lóc cho em, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV. Trong livestream ngày hôm nay cắt luôn cái lẻ còn 400 triệu. Cắt luôn cái lẻ còn 400 triệu cho chiếc xe CRV đây ạ. Những bác nào từng đi CRV rồi không muốn đổi xe luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này. Màn hình giải trí đầy đủ này. Điều hòa đầy đủ, có căn chỉnh làn đường nhá. Em này còn có cả căn chỉnh làn đường cơ. Đây, 408 triệu cửa lóc đầy đủ cho em. Trên livestream này còn 400 triệu luôn. Chào bác sinh nhầm thế kỷ. Ôi sao lại là sinh nhầm thế kỷ nhỉ. Bên đây thì có một chiếc xe Ghét nhập khẩu đây. 158 triệu cho siêu phẩm Ghét nhập khẩu ạ. Ghét nhập khẩu 158 triệu, thân vỏ cứng như đá luôn. Số máy thì ngon. Đời 2009 này,
biển Thủ đô Hà Nội 158, dù là xe cỏ nhưng trên livestream ngày hôm nay cắt luôn này, 148 triệu trên livestream ngày hôm nay. Ý, nếu mà em đã lỡ mồm nói thế rồi mà các bác không chốt thì lần sau không có xe đẹp như vậy đâu. Hyundai Eon đời 2013 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 169 triệu đời 2013 bản nhập khẩu, ăn xăng như người luôn, 0.8, ăn ít xăng hơn cả A-Blade, hơn cả xe máy luôn. Bên đây thì có một em Genesis đời 2005 bản 2.4 số tự động, em Hương đang bán là 255 triệu 7 chỗ ngồi Genesis này. Chào bác Trinh Đình này. Ôi dồi ôi, mệt quá các bác ơi. Các bác thương em Hương nào, cho em Hương xin một nút chia sẻ nào. Nói xà xã gần một tiếng rưỡi rồi. Kia Rio số tự động màu trắng đẹp biển 23, nước sơn màu trắng đẹp, em đang bán là bao nhiêu nhỉ? 390 triệu. 390 triệu có ga tay tự động, có lưu control nhá. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh này, ghế da đẹp căng, màn hình giải trí rồi. 390 triệu full đồ. Úi dồi ôi, full đồ, full topping, full đồ rồi nhá các bác nhá. Máy số zin, biển 23, nước sơn màu trắng đẹp. Màu trắng là một trong những cái màu mà ít kén về mệnh, ít kén về giới tính này. Thế giới thứ nhất, thế giới thứ ba, thế giới thứ hai, bác nào cũng đi được. Đấy, các bác nào quan tâm mẫu xe nào mà muốn em Hương quay kỹ hơn thì để lại số điện thoại cho em đi ạ. Để lại số điện thoại cho em, có lẽ là em sẽ nghỉ live stream ở đây. Nên là bác nào mà quan tâm về mẫu xe nào, để lại số điện thoại cho em đi. Accent này, thôi em sẽ dừng máy ở cái accent này. Nhọc quá. Chào bác Khiêm, Nguyễn Văn Khiêm này. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em Lê Hương Ô tô Hải Dương. Khách hàng quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. 0354602790 là số hotline mà em làm giao dịch mua bán nhá. Chào anh Hồ Dũng này. Lên 100 khách hàng ngày hôm nay cứ mua xe là em giảm luôn 10 triệu đồng trong một mẫu xe như bên em. Chào bác LC Phạm này, Nguyễn cái gì Phạm đúng không ạ? Vừa rồi thì em đã quay và báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em. Những bác nào mà quan tâm đến dòng xe nào thì nhấc máy và alo cho em đi nhé. Những bác nào thì mới xem livestream của em ngày hôm nay vì em thấy rất là nhiều khách hàng mới này, thì em xin được giới thiệu, em là Lê Hương, chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Bên em thì với cái tầm phân khúc dòng xe nào thì em cũng có nhá. Có Vios, em có Vios này, số sàn em có, số tự động em có. Số tự động em có Vios bản G xịn đời 2019 em đang bán là 495 triệu. Bản E màu trắng thì em có số sàn 375 triệu đời 2017 nhá. Chào bác Hồ Đình Tân này, chào bác Mai Chính này. Mỗi khách hàng cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ này. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh đúng không ạ? Để khi mà em live stream hay update video lên thì khách hàng nhà mình sẽ nhìn thấy được những buổi báo giá của em. Quan tâm về mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Bên em thì không phân biệt về xe, không phải là chỉ làm những dòng xe đời cao đâu, mà bên em còn có cả những dòng xe hộ cận nghèo và nghèo, cho những bác nông dân, những cái bác mà mới lấy bằng này, chỉ từ 60-80 năm là có tiền, là có 80 này, 60-85 triệu là có xe đi rồi. Chào bác Phê Nguyên này. Cảm ơn khách hàng đã quan tâm buổi báo giá ngày hôm nay của em. Hôm nay thì em cũng làm một buổi báo giá rất là thành công. Rất là thành công rồi. Hơn một tiếng đồng hồ em Hương nói xà xã rồi. Có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Chào bác Mai Trung, chào bác Nguyễn Thuận nhé. Khách hàng quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại và kết nối Zalo cho em qua số hotline 0354602790 hoặc đến với địa chỉ showroom bên em Lê Hương, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương để cảm nhận này, chạy thử xe này. Và để được một cái giá đẹp nhất thì các bác cứ đến thật trực tiếp bên em. Em sẽ để cho mình một cái giá đẹp nhất nhá. Từ những cái dòng xe như i10, Morning, Innova, hoặc những dòng xe siêu cấp hơn như Accent, Vios em về luôn tục trong ngày. Về luôn tục trong ngày ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào buổi ngày mai. Em sẽ lại lên sóng và báo giá live stream tất cả những dòng xe đang được chào bán bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng. Chào bác Phê Nguyễn, bác Mai Trung và bác Nguyễn Thuận vào trưa ngày mai. Nếu như trưa ngày mai không live, đó sẽ live vào tối ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.